Hôm nay, Hội khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024 khu vực 1 tiếp tục diễn ra với những nội dung thi đấu đầy hấp dẫn. Trong ngày thi đấu áp chót, chỉ có 4 bộ môn có các nội dung trao huy chương là cầu lông, điền kinh, đá cầu và bóng chuyền. Đáng chú ý là trận chung kết bóng chuyền nam trung học cơ sở giữa Bắc Giang và Bắc Cạn thu hút nhiều khán giả trên sân và gần 60.000 lượt xem trên sóng livestream của Đài Phát thanh Truyền hình Phú Thọ. Bắc Cạn thi đấu lấn lướt trong set 1 và thắng dễ 25-8. Đến set 2, Bắc Giang thi đấu quyết tâm và thắng lại 26-24. Tới set 3 quyết định, Bắc Cạn thể hiện bản lĩnh và thắng với tỷ số 15-11 để giành tấm huy chương vàng đầy cảm xúc. Ở 4 trận chung kết cầu lông nữ, đáng chú ý đây là ngày thi đấu rất thành công của đoàn thể thao Lai Châu khi họ giành được 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Dù những ngày thi đấu trước, cả đoàn mới có 1 huy chương đồng. Trong khi đó, vận động viên Phạm Tú Anh của chủ nhà Phú Thọ cũng thi đấu áp đảo Vũ Ngọc Ánh của Sơn La để lên ngôi ở nội dung đơn nữ 14-15 tuổi. Tấm huy chương vàng còn lại thuộc về đoàn Yên Bái ở nội dung đơn nam 14-15 tuổi. Có 2 trận chung kết đá cầu diễn ra ở trường Trung học phổ thông Việt Trì. Bắc Giang tiếp tục cho thấy sự thống trị ở môn này với 2 tấm huy chương vàng đôi nam nữ tiểu học và trung học cơ sở. Như vậy, lúc này trên bảng tổng sắp huy chương với 1 tấm huy chương vàng và 1 huy chương bạc có được ở môn cầu lông của đoàn Lai Châu thì tất cả 13 đoàn ở hội khỏe khu vực 1 năm nay đều đã giành vàng. Với việc ngày thi đấu cuối cùng là ngày mai, chỉ có 2 nội dung chung kết cầu lông diễn ra thì các vị trí khó có thể thay đổi thêm, đặc biệt là top 4 đoàn dẫn đầu. Bắc Giang sau ngày thi đấu 16 tháng 5 đã có 48 huy chương vàng, 45 huy chương bạc và 47 huy chương đồng dẫn đầu toàn đoàn. Chủ nhà Phú Thọ giữ vững vị trí thứ 2 với 29 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 49 huy chương đồng. Các đoàn Lạng Sơn và Sơn La cũng sẽ chắc chắn kết thúc hội khỏe với các vị trí số 3 và số 4 khi số huy chương vàng đang là 23 và 18.